chào tất cả các bạn đến với kênh trị liệu tâm trí và cân bằng năng lượng quốc hành cầu chúc mọi phước lành đến với tất cả chúng ta trong chủ đề của video lần này quốc anh chia sẻ về chủ đề tại sao người giàu tiếp tục giàu hơn và cách chúng ta sử dụng thiền định và hình dung để thu hút tiền bạc vào cuộc sống của chúng ta video này không nói về cách làm giàu nhưng đây là một quan sát về cách những người may mắn dường như thu hút nhiều may mắn hơn và làm thế nào những người đã có hàng đóng tiền có xu hướng thu hút nhiều của cải hơn và vai trò của luật hấp dẫn trong những trường hợp đáng chú ý này ở một thời điểm nào đó trong đời bạn có thể đã nghe điều gì đó về những câu chuyện thành công của những người giàu có và quyền lực là con người chúng ta theo dõi những câu chuyện này trong một mức độ ngưỡng mộ nhất định bởi vì trong sâu thẳm chúng ta không ngừng nghĩ về những cách tốt nhất để có được sự giàu có chúng ta cố gắng làm những điều tốt hơn nâng cao vị thế của mình để trở nên giàu có hơn tại một thời điểm nào đó trong cuộc đời chúng ta được biết rằng chìa khóa của thành công về kinh tế là làm việc chăm chỉ thu nhập của bạn chỉ có thể tăng lên trong phạm vi bạn làm được tuy nhiên một số người dành phần lớn cuộc đời của họ để làm việc chăm chỉ ngược lại những người vốn đã giàu lại càng trở nên giàu có hơn lý do tại sao điều này xảy ra đây là luật hấp dẫn nếu bạn tập trung vào những suy nghĩ tích cực những điều tích cực sẽ xảy đến với bạn tương tự nếu bạn tập trung vào những điều tiêu cực những điều tồi tệ sẽ xảy ra với bạn điều này có nghĩa là nếu bạn suy nghĩ tích cực về sự giàu có rất có thể bạn sẽ thu hút sự giàu có vào cuộc sống của mình luật hấp dẫn trở thành một phần trong ý thức tập thể của chúng ta nếu bạn tin rằng bạn có khả năng ảnh hưởng đến môi trường xung quanh bạn có thể sẽ làm việc chăm chỉ để đảm bảo sự thay đổi tích cực đây chỉ là một trong nhiều cách hoạt động của luật hấp dẫn chúng ta trở nên tốt hơn với những gì chúng ta thực hành nói tóm lại nếu bạn đã quen với cảm giác sung túc não của bạn sẽ khuyến khích bạn sử dụng những hành vi tương tự lặp đi lặp lại để duy trì môi trường của bạn vì nó cảm thấy tốt và thoải mái bạn sẽ hành động giàu có và cảm thấy giàu có đồng thời nhận ra những hoàn cảnh và hoạt động sẽ khiến bạn trở nên sung túc bạn có thói quen giàu có và đó là những gì bạn biết bộ não của bạn sẽ cố gắng mô hình hóa môi trường của bạn thành một khuôn mẫu mà bạn nhận ra và phát triển bên trong giàu có là một thói quen nhưng các hành vi và thói quen sống theo một quá trình thần kinh đặc biệt quá trình này rất phức tạp và dựa trên một tập hợp các kinh nghiệm về môi trường các hành vi đã học và thực hành nhằm thúc đẩy việc mô hình hóa môi trường của bạn để duy trì sự quen thuộc hoặc tái tạo lại sự quen thuộc đó đôi khi đó cũng là vấn đề về nhận thức của người khác nếu một người nào đó cư xử theo cách điển hình của những người giàu mọi người sẽ phản ứng với họ như thể họ là người giàu có điều này chỉ củng cố niềm tin và hành vi đó vào những gì may mắn được ban tặng và họ sẽ mang lại nhiều điều đó hơn cho bản thân bằng cách xác định và củng cố hành vi đó và những thói quen đó một phần đã học được trong thế giới giàu có mà họ thuộc về hãy duy trì những thói quen tốt của bạn để luôn cảm thấy hài lòng về chúng và môi trường của bạn. Những gì ở trên cho chúng ta thấy rằng là con người, chúng ta sẽ cố gắng rất nhiều để giữ cho thế giới của chúng ta tốt đẹp và thoải mái cho chúng ta. Vì vậy, giàu có không chỉ phụ thuộc vào may mắn, mà nó còn là một thói quen, một thói quen đã được củng cố với thời gian. Các triệu phú tin rằng họ sẽ luôn thành công, bất kể trở ngày nào có khả năng sẽ tạo điều kiện cho hành động và môi trường của họ để đạt được những gì họ mong muốn. Nói cách khác, họ đã nắm vững luật hấp dẫn để giữ cho mình luôn ở trên đỉnh cao. Bạn đang nghĩ gì bây giờ? Luật hấp dẫn nói rằng, bất cứ điều gì chúng ta nghĩ về, chúng ta sẽ mang lại. Chúng ta là người quan sát, đạo diễn, và vì vậy, chúng ta tạo ra thực tế, thế giới và trải nghiệm của chúng ta. Vì vậy, hãy cẩn thận với những gì bạn nghĩ về ví dụ bạn có bao giờ nghĩ rằng bắt đầu những cụm từ sau đây không tôi hiểu tôi muốn tôi bực bội vì điều đó tôi ghét điều gì đó của tôi tôi có thể hiểu được tôi căng thẳng về tôi lo lắng điều đó tại sao tôi gặp nhiều rắc rối như vậy luật hấp dẫn thờ ơ với những từ đi trước suy nghĩ của bạn bất cứ điều gì bạn nghĩ về bạn sẽ thu hút vào cuộc sống của bạn khi bạn nghĩ tôi hiểu tại sao những điều tồi tệ luôn xảy ra với tôi bạn đang hiểu những điều tồi tệ trong cuộc sống của bạn khi bạn nghĩ tôi muốn thoát khỏi nợ nần bạn có khả năng mắc thêm nợ vào cuộc đời mình khi bạn nghĩ rằng tôi lo lắng mình sẽ bị ốm bạn đang chuốc bệnh vào đời mình luật hấp dẫn mang lại những gì bạn tập trung vào ngay cả khi nó không phải là những gì bạn muốn, nếu bạn hiểu nguyên tắc này, đây là một số ví dụ về cách làm cho luật hấp dẫn hoạt động để hỗ trợ bạn thay vì hành động chống lại bạn. Hãy thử quan sát suy nghĩ của bạn và thay đổi suy nghĩ của bạn theo cách sau: Tôi muốn thoát khỏi nợ nần thành tôi muốn kiếm được sự giàu có đáng kinh ngạc. Tôi ghét sếp của mình thành tôi mong muốn được sở hữu công việc kinh doanh của riêng mình. Tôi hiểu tại sao anh ấy lại lười biếng như vậy. Thành, tôi rất thích khi anh ấy giúp việc nhà. Tôi rất căng thẳng về dự án này. Thành, tôi luôn tạo ra những kết quả đáng kinh ngạc trong các dự án của mình. Tôi lo lắng về việc ốm. Thành, tôi cảm thấy sức khỏe dồi dào hàng ngày. Bây giờ, chúng ta đã hiểu rõ hơn về luật hấp dẫn. Không có gì ngạc nhiên khi có rất nhiều người phải vượt lộn với tiền bạc người giàu ngày càng giàu hơn trong khi người nghèo lại càng nghèo đi đây thực sự là luật hấp dẫn trong hành động bởi vì những người giàu có có tiền họ thường nghĩ về cách sử dụng tiền của mình một cách tốt nhất và vì vậy họ thu hút được nhiều tiền hơn mặt khác người nghèo thường nghĩ về việc hiện tại của họ đang thiếu tiền và thật không may điều đó cũng thu hút sự thiếu hụt vào cuộc sống của họ quyền sở hữu tiền và tài sản là kết quả của việc thực hiện mọi việc theo một cách nhất định những người làm việc theo cách này dù cố ý hay vô tình đều trở nên giàu có những người không làm những việc theo cách nhất định này cho dù họ làm việc chăm chỉ hay năng lực đến đâu vẫn nghèo đó là một quy luật tự nhiên có hai khía cạnh quan trọng đối với việc tiền bạc và sự dồi dào trong cuộc sống của bạn hầu hết mọi người đều biết về phương pháp đầu tiên bao gồm hình dung thiền định sử dụng lời khẳng định tích cực và các kỹ thuật biểu hiện phổ biến khác khía cạnh khác liên quan đến việc mở rộng để nhận lại sự dồi dào mà bạn đang có nếu bạn muốn học cách thu hút sự giàu có vào cuộc sống của mình trước tiên bạn phải kiểm soát sự lo lắng của mình về tiền bạc tại sao bởi vì mỗi khi bạn muốn tiền đến nhanh hơn điều duy nhất sẽ biểu hiện là bạn có tiền rất có thể bạn đang cần tiền gấp vào lúc này. Vì vậy, bạn muốn học cách thu hút nhiều tiền hơn vào cuộc sống của mình. Có hai điều bạn có thể làm và nên làm trước tiên. Hãy buông bỏ và ngừng nghĩ về việc thiếu tiền. Hãy làm bất cứ điều gì bạn có thể làm để khiến bản thân cảm thấy an toàn về tình hình tài chính của mình. Và sau đó, bạn có thể làm theo hướng dẫn của kỹ thuật thiền kiếm tiền này mà Quốc Anh hướng dẫn bạn sau đây để bắt đầu sự giàu có trong cuộc sống của bạn. Bạn có thể nghĩ thiền định tiền như một quá trình nuôi dưỡng tâm trí của bạn, vì hiếm ai có thể thay đổi niềm tin của họ ngay lập tức. Và một sự thật là bạn nên biết rằng đa số mọi người cần từ 21 đến 30 ngày để thay đổi niềm tin. Sử dụng phương pháp thiền định về tiền, bạn sẽ dần thay đổi niềm tin của mình vào tiền. Hầu hết mọi người muốn có nhiều tiền hơn chủ yếu là vì họ sợ không có đủ tiền những gì họ thực sự đang nghĩ trong đầu là thiếu không đủ tiền nếu bạn nghĩ về sự thiếu bạn thu hút sự thiếu vì vậy bạn phải loại bỏ tất cả những cảm xúc tiêu cực về tiền và sau đó bạn có thể lắng nghe bài thiền về tiền bạc sau đây ngay bây giờ trước khi thực sự trải qua thiền định tiền bạc trước tiên bạn nên giải tỏa mọi suy nghĩ trong đầu một lúc bạn có thể chọn thiền trước khi ngủ hoặc ngay sau khi thức dậy tìm một nơi yên tĩnh để ngồi xuống hoặc nằm xuống đảm bảo rằng sẽ không có bất kỳ sự can thiệp nào trong quá trình thiền định thư giãn toàn bộ cơ thể của bạn bằng cách tập trung vào sự thư giãn của từng cơ trên toàn bộ cơ thể và từng hơi thở của bạn khi bạn cảm thấy hoàn toàn thư giãn chúng ta có thể bắt đầu khai thác tiềm thức của bạn bằng thiền định về tiền bạc có một hình ảnh rất rõ ràng về số tiền chính xác mà bạn muốn có hình dung số tiền này hiển thị trên giao dịch của tài khoản ngân hàng và bạn biết điều này là có thật bạn không biết tại sao tiền lại xuất hiện nhưng nó ở đây vì bạn đang cảm thấy rất tuyệt vời ngay bây giờ và bạn biết bạn xứng đáng với số tiền này cảm thấy ấn tượng về số tiền trong tài khoản ngân hàng của bạn ngày càng tăng lên bạn đang cảm thấy rất tốt thật nhẹ nhõm vì bạn biết rằng với số tiền này bạn có thể mua được những thứ mình mong muốn bấy lâu hoặc thanh toán tất cả các hóa đơn hoặc khoản nợ mà bạn có cho đến nay thật thư giãn cảm nhận sự nhẹ nhõm và thư thái lâu nhất có thể mỗi khi bạn thực hiện bài tiền này và bây giờ bạn có thể chỉ cần cho đi và không bao giờ nghĩ đến khi nào hoặc bằng cách nào tiền sẽ đến chỉ cần buông tay và hãy để vũ trụ vận hành hãy thực hiện thiền định về tiền bạc này không quá một lần một ngày nếu bạn có thể có một ý định rất rõ ràng rằng bạn thực hiện quá trình này chỉ để nuôi dưỡng tiềm thức của bạn và mọi thứ sẽ đến đúng lúc thông qua chủ đề của video lần này quốc anh hy vọng rằng đã mang đến cho tất cả các bạn nguồn năng lượng tích cực và những thông tin hữu ích các bạn có thể chia sẻ trải nghiệm và kinh nghiệm của các bạn bên dưới video đó là cách mà tất cả chúng ta cùng nhau cộng hưởng để làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn ngoài ra các bạn có thể kết nối trực tiếp với quốc anh qua fanpage và qua zalo mà quốc anh có đính kèm bên dưới mỗi video quốc anh trân trọng những cảm xúc đến từ tất cả các bạn quốc anh chúc tất cả các bạn thật nhiều sức khỏe và may mắn chào tạm biệt và hẹn gặp lại